cũng như là các ngôi nhà ở tại chỗ này đó đều đã bị sụp nát như những gì mà trước đây Bùi Hồ đã từng chứng kiến. Lợi đó phải chú lợi, chú thấy cảnh của ông đau thương, đau là chú phải đau thương. Nghe đó đó. Nghe chìm rồi đó hả? Ừ. Không có nhà nữa. Em mất rồi. Giờ không có nhà, có cửa gì ở chứ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Không nói thì chắc có lẽ cô bác quý anh chị mà chưa từng xem đoạn clip của Bùi Hồ á, thì không nghĩ rằng đây là một xóm Việt Kiều nổi, hay còn có một tên gọi khác là xóm Việt Kiều Campuchia hồi hương. Sau một thời gian sinh sống với một cái nghề làng chài đánh bắt tại Campuchia thì các cô chú ông bà mới ngược dòng sông Mekong trở về lại vùng đất An Giang này. Và ngày tháng qua họ cứ sống cuộc sống lên đên. Trước đây thì Bùi Hồ có quay những cái hoàn cảnh ngay tại này thì cũng được cô chú anh chị Mạnh Thường Quân hỗ trợ những cái số tiền để mà giúp mua ghe nè, rồi hỗ trợ vốn làm ăn nè. Tuy nhiên sau thời gian quay trở lại đây á, thì một cái hình ảnh mà Bùi Hồ khá là bất ngờ là đa số các ghe ở đây á, cũng như là các ngôi nhà ở tại chỗ này đó đều đã bị sụp nát như những gì mà trước đây Bùi Hồ đã từng chứng kiến. Có thể là được nhà nước hỗ trợ để họ có một cái cuộc sống mới ở trên bờ thuê trọ, hoặc là một số người thì sẽ di cư đi nơi khác và để hiểu thêm cuộc sống của một ông cụ và bà cụ đã từng nhặt ve chai cũng như là câu cá. Hiện nay cuộc sống của ông bà như thế nào thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị hãy có đây, có hai đứa bé đang bơi nè mọi người. Các bé ở đây thì sống với cái nghề sông nước quen rồi, nên khoảng 4-5 tuổi thì các bé rất là giỏi việc cái việc mà chèo xuồng như thế này luôn nè. Hình ảnh này thì cô bác quý anh chị sẽ bắt gặp ở biển hồ Campuchia rất là nhiều. Người Việt sinh sống ở đó, sau một thời gian đánh bắt không còn thuận lợi nữa thì những người cô chú mới trở về đây để sinh sống ngay tại quê nhà. Con chào chú. Dạ. À, chú năm nay là nhiêu con quên mất tiêu rồi. Chú năm nay là nhiêu con quên mất tiêu rồi. 69. 69 hả? Dạ. Còn cô đâu rồi? Cô ở nhà kìa. Dạ. Ngay thì sống nó cũng ghe thì ở nó cũng êm mà nó ngặt là nó thiếu tiền mua. Không bây giờ. Dạ. Làm mũ không được nữa bây giờ. À. Bây giờ hồi sớm giờ có tí men hay gì chú? Có chút đỉnh thì bữa nay là thằng em nó chết rồi làm từng. Từng giáp năm đây chú. Ừ, mà chung ở đâu? Hả? Cho chết rồi chung. Chung á, trên bên gì bên. À. À, thôi bây giờ xuống dưới đi hả chú ha. À, xuống dưới chỗ ghe của bà đi. Rồi rồi. Rồi bây giờ cái bè bữa hôm nó chìm bà nó chìm luôn rồi giờ em nó. Bao nhiêu tuổi chú? Bốn mấy tuổi hả? À, bốn mấy tuổi rồi. Ủa, sao mất? Bị cũng bị xiển đó. Ừ. Rồi thành ra rồi thuốc men nó thiếu đó lắm thành ra nó. Các đứa bé ở đây nó bơi giỏi lắm. Ây da, ây da. Có một bà ở đây nữa nè mọi người. Cô này thì cũng bệnh cũng khá là nặng luôn. Ông là năm nay bao nhiêu rồi, con quên mất tiêu rồi. Ông nhớ con không? 69 nhớ chứ. Dễ vậy. 69. Nhớ một lần mà cùng với ông mà để mà mua cá của ông nhớ không? Nhớ. Ừ. Bây giờ ông còn đi câu không? Câu có được gì chú ơi, có câu đâu nghỉ à. Ê hả? Dạ. Với phần lúc trước là tôi đi vớt ba cái mũ. Dạ. Với cá rồi bây giờ nó vớt không được đó, vớt ba cái thùng mốt về bó cho người ta vô nhà này kia nọ vậy chứ sống nó cũng eo ập. Dạ, đi làm nặng đâu có được, mình cũng như thế. Cái bè này là bỏ hay còn ở không? Cái bè này của thằng già mới chết. Thằng cái thằng đó, thằng chìm nhà đó chú. Nhà chỗ kế bên đó nó chìm.
có nhà nó chìm. Dạ nó chết rồi 2-3 tháng anh, vậy đó. Anh nói tên gì con có gặp không? Chú Linh có cũng có đưa chú đi đàng hoàng, nó rút có thời gian là nó đưa chú đi vòng vòng đấy nè. Có chú Linh, tên chú Linh. Chú Linh kìa. Nó có đưa chú gà đó. Chú nhìn thấy phải nó không? Có đưa chú vòng vòng đây đây nè. Hả? À, còn anh mất là anh nào? Ông già đó. À. Đó, cái da kè còn cái sườn đó. Cái sườn nó bãi nó mới hết chân luôn rồi. Canh bành thế mẹ chân giờ. Rồi bé Son đâu? Con bây giờ ta đi bên Đồng Nai gì bả rồi. Đi lên Đồng Nai mần hai chú hả? Dạ. À. Đi về bển rồi. Cái bà đó bả bị tiểu đường của bệnh nha. Rồi bây giờ là chú cô đâu? Sống ở ghe nào bây giờ cô? Sống ở ghe này đúng không? Ghe này là hôm trước được Mạnh Thường Quân hỗ trợ là mua dạ, nè. Dạ đó còn luôn rồi. À. Okay, bà kìa. Kêu bà đi. Dạ. Dạ. Chú kìa. Này trồng gì đó bà? Trồng rau, trồng cát. Dạ. Gãy cái dẹo nha nè. Ôi trời. Cái chiếc ghe này là sao? Chiếc ghe này của con em mà nó hơn của con đi nữa nên anh thư rồi mua vừa. Anh là con của cô? Đúng rồi. À. Này thằng này thứ ba đó. Thôi sao vừa rồi em không gặp anh ta? Anh em có gặp anh đó. Gặp vòng vòng đi, nó bán dừa đây nè. À. Lên đây chú. Dạ. Nó bán dừa đây nè. Giả bóc lên giờ dừa nó bán. Mua ghe này đó nè, còn chiếc ghe này là đợt này mua đợt vừa rồi là Phong trao tiền với con trao tiền mua đúng không? Đúng. Mua nhiêu tiền mà quên rồi? 16 triệu. Dạ. 20 hay 16 triệu rồi đợt đó, 20 là... Giờ nhiều bệnh gì đó, tất cả là 20. À. Mua được bao lâu rồi? À cũng lâu, từ chú cho tới giờ trời mua là cũng... Gần cái năm rồi hả cỡ? Quay lại đây gần cái năm rồi. Ờ đúng rồi. Đúng rồi, gần cái năm rồi đó. Lên. Vậy là con chưa quay lại đây gần cái năm rồi sao? Dạ. Đúng rồi. Lên anh tên gì? Đây. À. Là chiếc đồ bình kìa, tôi bẹo lắm. Đây đợt rồi là bà sống chiếc ghe này nè. Ấy à. Bà sống chiếc bè này nè mọi người. Đúng rồi. Em tên Hồ. Bùi Hồ. Đợt rồi là bà sống chiếc bè này nè. Rồi bà câu cá. Dạ. Giăng lưới. Rồi bây giờ là chiếc bè này nó chìm rồi, nó hết sử dụng được nữa rồi. Để chứa mũ ba cái thùng này kia nọ. Giờ ông bệnh, tôi không có tiền lo, không có lo bệnh cho ông, không đi mặn được, tôi mới bẹo lá tôi ban để mày đi trị bệnh cho. Vớt cũng không được chú ơi, cá lúc trước thì vớt được, bây giờ mũ. Sao bà khóc vậy? Bà sợ tôi chết cái gì? Ông bệnh tiền bạc đâu đi lo. Được rồi là cha cũng được nhiều tiền mà. Nhiều vô ghe này. Được rồi là được 30 mấy triệu đúng không bà? 30. 30 triệu. Dạ. 20 triệu rồi. Mua ghe này là 20 rồi, 20 mấy rồi. Rồi trả nợ cho nùng ta nữa. Thì còn được có 2 triệu bạc. Đó là tôi nói thật luôn. Trả nợ người ta hết 8 triệu còn có 2 triệu rồi. Rồi mua ghe 20. Mình không có ăn thành ra nó vậy. Thì bây giờ ông bệnh, ông bệnh thiện. Có mặn gì được đâu. Mấy năm nay chú không lợi đó, phải chú lợi, chú thấy cảnh của ông đau thương, đau là chú phải đau thương. Rồi vớt ra chai sao rồi? Có vớt được gì đâu. Nó vớt ba cái thùng đó nằm cho người ta vô bè rồi. Đó, bởi tôi muốn cái bẹo lá tôi bán ghe đó, để mà lo cho ông. Bà sợ tôi chết. Bởi tôi bán ghe hả? Đó, bẹo ghe. Bán lại. Tôi sẽ bán ghe này để tôi lo bệnh cho ông. Tôi lên nhà thương. Chứ không phải để tôi lo bệnh cho ông. Đói thì nó không đói. Bà năm nay nhiêu rồi? Tôi năm nay 73. 73. Lớn hơn không? Lớn, bà lớn hơn tôi. Bà với lại ông là có mấy người con? Con quên rồi. Con có mà những con đó tôi riêng rồi. Nó cũng nở nùng quá mấy, trời. Mấy người con bà? Ông là ba. Bà còn 4 đứa. 7 đứa mà chết hết 3 đứa rồi còn 4 đứa. Tôi với ông cấp nối 10 mấy năm rồi. Đây là con ruột của ông là thứ ba mà. Lúc trước bà sống ở cái tỉnh nào Campuchia, Campuchia, Campuchia luôn. Ở tỉnh Cà Đan. Cà Câu. Tỉnh Cà Đan. Tôi là sống ở tỉnh Cà Đan. Hôm nay bà làm cái nghề gì sống mà đòi bán ghe rồi? Không mặn gì giờ. Giờ nhờ ổng đi vớt mũ chứ bệnh, bây giờ ổng bệnh rồi đâu có mặn gì được đâu. Ngày được nhiêu? Không có một đồng bạc nào luôn. Đi 2 bữa lỗ tiền. Mệt rồi đâu có đi được. Bởi tôi mua bẹo lá tôi bán ghe đó.
tính bán nhiều không? Tính bán giờ bao nhiêu giờ cũng bán, phải đi lo bệnh cho ổng. Bệnh mà sao nhậu nữa? Đâu có đâu, bữa nay đám vỗ làm từng xã thang cho thằng em. Dạ, dạ, bữa nay thì ông vui, tôi cũng la, tôi biểu ông đừng nhậu. Mà ông nói bây giờ làm từng xã tang cho em thì vui. Xã tang mà không có nhà. Rồi lúc trước là mất ở đâu? Mất tại đây luôn. Tại đây luôn. Cũng bình xỉu luôn. Rồi ở ghe nó chìm kìa. Thằng em múc á. Đó, cái ghe thằng bữa nay làm từng xã tang cho nó là ở ghe đó. Là ở ghe chìm rồi đó hả? Ừ. Không có nhà nữa. Thằng em múc rồi đó. Giờ không có nhà, có cửa gì ở chân. Em uống mấy ly rượu? Ông cũng hai ba ly chứ ông bệnh mà ông đâu dám uống nhiều. Như căn bệnh mình thì bữa nay ông mà ông mơ là làm từng cho em thì ông vui, ông cũng uống đâu cũng một hai lon bia. Mới đây nè, mới hồi sáng giờ nè. Làm được mấy tuần rồi? À, xã tan. Năm nay xã tan. Cũng mua con lượt chứ cái ghe này là ông đi mua. Giáp năm. Cái người đi mua ghe này là người đi mua. Là ông mắc luôn đó. Vậy là con chưa quay, con quay về không quay lại đây làm một năm rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Từ tháng 4. Ông già ngày nào. Cái ghe này là ba của anh Linh đó. Ba ngoài đó. Ba anh Trung ở đâu? Tạm bao rồi đó. Miếu Hòa Hưng. Miếu Hòa Hưng. Bên cồn bên kia. Dạ. Chết rồi, cũng nhờ cô bác dòng họ người ta. Anh ở đâu? Dạ. Anh ở đâu? Có hai đứa con à. Thì đó cái bè kìa. Đó bè nhỏ đó, mua lỡ bè nhỏ là ở đó. Ghe thì chìm banh banh tới bè dân. Tôi bẹo lá ai cũng la tôi chân, nói cái ghe bên công đồng cho bà, sao bà dám bẹo lá, bây giờ ổng bệnh quá rồi tôi không có tiền đâu lo. Giờ bà. Có bảo hiểm gì không? Không có luôn. Làm gì mà lo mua được bảo hiểm? Nó ngoài năm nay chú ơi, làm gì có bảo hiểm? Có giấy tờ chưa bà? Chưa. Con có giấy chứng minh chưa? Chưa. Có giấy tạm trú thì có. Có giấy thường trú. Trần Tư Ba. Dạ. Cho giấy. Lấy giấy thường trú. Có nhà được rồi. Có giấy thường trú chứ còn. Nhưng mà sau một năm vừa rồi thì con lại quay một năm con quay lại thì sao càng ngày càng khổ vậy? Chứ không bệnh gì làm gì được vậy? Ta cũng lúc này con đó. Cái không có làm gỡ gì sao? Con thì nó cũng mà ở từ ở kia nó cũng khổ cũng chết. Bán dừa nó làm gì được giờ đây? Góp không có tiền góp. Nó cũng lo tiền góp, tiền sách, nó mượn tiền mượn bỗng nó buôn bán rồi nó cũng khổ. Sao mà không lên trọ ở rồi để mà làm cái nghề khác? Lên trọ gì giờ? Già gì lên trọ mà ăn gì? Bán vé số hay là gì đó? Tôi nói thẳng chú, tôi nói thiệt luôn. Cái vụ bán vé số kia bằng tôi không biết kêu làm sao, nói làm sao luôn thiệt. Có nghĩa là biết tiếng Cam nhiều hơn là tiếng Việt. Dạ. Đi không quen. Tại vì tiếng Cam là tôi học chữ Cam là tới lớp 9 lần. Nhưng bây giờ vợ chồng già, giờ ông bệnh như vậy rồi làm gì giờ đây? Hôm trước bà thiếu nhiêu triệu? Thì thiếu tất cả là 6-7 triệu. 7 triệu hả? Dạ, từ ngày mà chú cho cái ghe rồi đàng hoàng là mượn tiền là 7 triệu. Rồi chứ không... Mượn là lo bệnh, lo bỏng cho ổng. Bây giờ tôi cảm thấy giờ tôi không lo còn được gì nữa. Tôi mới bẻo lá, tôi bán chiếc ghe này để bẻo, lo cho ổng. Bán được bao lâu rồi? Mới cũng bẻo chín mừng bữa gài nè. Tính là bán chiếc ghe này đang lấy tiền đi lo cho ổng, đặng mình sống kéo dài nữa. Nhưng mà bán chiếc ghe này rồi ở đâu? Thì bây giờ tôi không biết ở đâu giờ. Bán để mà lo cho ổng mạnh dạn đi, mình mà còn cuộc sống kéo dài nữa. Anh gì? Anh nói tên gì? Tên Tây. Anh Tây là năm nay bao nhiêu rồi? Ở đây anh Tây. Dạ em năm nay có 39. Cũng khổ lắm chú dạ. Ơi. Anh có vợ con gì chưa? Có. Dạ con ở đâu? Ở bên đó. Dạ hả? Dạ em ở. Cái này thường ngày đi buôn bán rồi cũng. Xin đây. Đi buôn bán cũng mượn tiền lời tiền vốn không. Vợ nhiêu tuổi? Ba mấy tuổi. Ba mấy? 30 tuổi ngắn. Anh với chị làm cái công việc gì? Bán dừa trên bờ. Bán dừa. Ngày bán được nhiêu trái anh? Cũng bữa ấy bữa đất này bữa ông trời cũng trăm mài trái 200 trái. Có khi bữa có bữa lỗ luôn. Có khi không có dừa nữa giờ tháng này không dừa hút. Chạy ghe bể chưa có tiền mua nữa cơ. Thế bây giờ mình đợi con làm sao vậy chú? Hôm chìm lên tìm xuống bỏ lên nè. Tại chi? Có mấy người con? 4 người. Anh là con thứ mấy của chú? Con bà, thứ ba. Thứ ba. Còn ai trên còn trên Campuchia chứ? Ở đây chỉ có lúc hai. Trước, lúc trước là anh sống ở Campuchia luôn. Dạ. Rồi anh về đây được bao lâu? Về chung lượt cái thôi. Về chung lâu cũng lâu rồi. Hôm nay cũng
hai mấy năm. Dạ. Rồi anh nói có mấy người con em quên rồi ta? Bốn người con. 39 tuổi, bốn đứa con. Về từ năm 81 tới giờ đó. Anh là bốn đứa con luôn. À. Con lớn nhất là nhiêu tuổi? 19 tuổi. Con gái. Còn đứa kế 18 tuổi, còn nhỏ này mới có 11 tuổi. Mấy con của anh luôn hả? Đúng rồi. Gái không á. Mười con đó. 18, 11. Con nhỏ đó, con nhỏ với nhỏ 3 tuổi. Cái cháu ngoại. Nhỏ này con của người nó mới đẻ nè, nó cũng khổ. Nè, nhỏ này à. Chung đất là con của người đó. Đây. Này là con của ai? Con của mẹ của nó là con gái thứ tư. Con gái thứ tư của ông. Cũng mới sanh mới đẻ mà nợ một cái. Bây giờ sanh đẻ có đi mặn gì được mà có trả tiền trả nợ người ta. Cháu ngoại. Bây giờ bà còn thiếu nợ không? Còn. Thiếu 7 triệu. Ở sao thiếu 7 triệu nữa? Dạ, tại vì ổng bệnh mà. Cái ngày mà cho cái nhà này là tôi mượn tiền người ta 7 triệu đi lo bệnh cho ổng. Giờ bây giờ hết tiền rồi thì tôi cũng bẹo lá bán ghe. Có giấy bệnh án của ông không? Không. Bây giờ mình có bảo hiểm mới có. Mình phải chụp chiến bộ mỏng không? Hiện bây giờ nè, tôi phải thuốc uống, thuốc bơm. Cho ông trực chiến một ngày phải 100 mấy. Rồi tôi lo sao được. Bơm bên cho ông hết mệt. Mệt quá chú. Mệt quá cái mua. Cái chai thuốc bơm sao chú con mượn quá. Một dĩ thuốc bơm đó là phải 50 ngàn một chai, một bơm một dĩ. Rồi thuốc uống của ổng á là phải 10 ngày là 130. Đó thì tôi hỏi chú bây giờ tôi mặn gì à? Nhờ sống là đi với cá giết mụ. Thì bây giờ ổng không đi mặn nổi lấy gì sống giờ. Ừ. Rồi anh anh bán dừa, chị bán dừa luôn hả? Dạ. Rồi sao mình sanh nhiều hả ta? Tại mấy đứa này sanh tại vì sanh Campuchia không à. Con anh là con của anh cũng sanh ở Campuchia hết luôn. Hết trơn bốn đứa là ở Campuchia hết. Cái này sanh như này rồi. Hai đứa kỳ con nhỏ nhỏ xíu đó. Học gì không? Có. Học lớp mấy rồi? Nó này nó học nói chung nó học không có lớp đó. Mà nó cho nó học hoài vậy. Thuốc đó mình diễn 50 ngàn đó. Cái này là thuốc bơm hả? Dạ, thuốc bơm xịn. Có 5 chai à. 5 chai là bao nhiêu? Một dĩ có 5 chai mà 50 ngàn. 10 ngàn. Ngày bơm mấy lần? Một ngày vô chừng nào ổng mệt thì mới bị bơm. Còn chừng nào ổng không mệt thì thôi. Mà có khi nửa đêm ổng ngủ. Cái này là 10 ngàn. Dạ. Có khi là mệt thì mình mới bơm. Dạ. Có khi là nửa đêm ổng mệt. Cái ông đó, ổng đợt rồi đó với này không có máy bơm nữa. Ổng chuyện ngồi thử đâu. Đó cái ông già thằng này nè. Ông già thằng này nè cũng bệnh như ổng đó. Cũng không có máy bơm là ông già thằng này mắc đó. Đó chỉ ghê thêm đó đó. Mắc đó, chở tay không kịp. Tôi bây giờ quản hồn tôi mới đi mua, con tôi đi mua cái máy bơm đó, đem về để mà bơm mỏng thường ngày rồi. Nè, cái máy bơm này chịu mấy lần nè. Bơm nè. Là nhờ nhỏ thứ gái, thứ con gái ổng, con nhỏ thứ tư. Thì đi bơm nè, đi bơm cho ổng nè. Là gắn điện đúng không? Dạ, dạ, dạ. Đổ thuốc vô đâu? Đây. Vô đó. Đổ thuốc vô đây ha. Dạ, dạ. Cái mình thở đúng không? À. Đổ thuốc vô dưới này đúng không? Dưới này, rồi mình dặn lại cái đúc vô đây thở trong này. Hả? Vậy đó. Mấy khi có 5 chai mà 50 ngàn. Đánh giá rồi. Vậy sao vậy? Hả? 60 ngàn luôn. Mấy hầu dùng thuốc mà bán thuốc tây. Còn thuốc uống của ông hàng ngày, hàng chiều ông phải uống một liều một liều. Là vô 100 mấy. 180 ngàn. Mười liều. Uống 10 ngày. Đó tôi hỏi chú giờ mặn không được. Cứ lấy gì lo về đây. Bởi vì tôi bẻo lá ghe, người ta nói sao của phong bụi cho mà bà dám bèo. Tôi nói bây giờ tôi lỡ bèo. Mà phong bụi có xuống tôi cũng vẫn trả lời được. Tại vì giờ ông bệnh quá rồi tôi có tiền đâu lo. Dạ rồi mặn gì được. Từ đó hình như là Phong đưa 20 đúng không? Con đưa 10 đúng không? Dạ. Cũng lâu quá. Dạ. Từ tháng 4 năm ngoái. Rồi vậy hả? Sao? Tôi nhận tiền của Phong bụi 20 ngàn chứ 20 triệu chứ 10 triệu là tôi câu cá nữa là 30. Tôi đi mua ghe này là 20. Nắng em. Còn 10 triệu tôi trả nợ trả nùng tôi còn lợi được 2 triệu. Thì mình không có tiền mượn người ta nhắc rồi thì nó chứ cái gì đâu qua đó. Ở chơi lúc trước á Phong Bụi hỏi tôi giờ bà cụ bà có là mong ước cái gì không?
tôi làm sao còn dám mong ước. Đồng tiền nó quá cao rồi, tôi không dám. Tôi trả lời tôi không dám. Bởi cho nên người chú điện gì đâu chẳng không biết, rồi chú mới trả lời tôi. Nói thôi bà cụ để là một tuần nữa là con xuống, là nó ngay thiệt. Một tuần nữa xuống thiệt, xuống là cho tôi 20 triệu mua ghe, 10 triệu là mua cây cần câu tôi. Em có đứa em dẫn đòn nữa, cũng cho đó. Em một chiếc. Nửa đêm là ổng muốn mệt là ổng mệt. Cái ghe của em nói em dẫn cái đòn nó xuống là ghe mình nó 2 mấy triệu. Đó, bởi tôi chỉ cho chú đó. Ở là tôi bẹo lá liền ta. Bà còn câu cá không? Không, từ tôi lấy 10 triệu đó tới giờ là tôi không câu nữa. Cái đó bên đùa ảo. Tôi không câu. Không gài có ai hỗ trợ gạo gì cho mình không? Không có. Lâu lâu mới có một lần chứ cũng có. Có hôm Tết thì người ta cho được 2-3 lần gì đó. Để từ qua à. Tết tới giờ là không có luôn. Bởi thì người ta gầy tôi, người ta nói ủa ghe của Phong Bụi cho bà, sao bà dám bẹo lá. Tôi nói tôi bẹo. Chừng nào Phong Bụi xuống gặp tôi trả lời. Bây giờ ổng bệnh như gì mà tôi không bán rồi lấy gì mà lo cho ổng. Tôi phải bán. Chứ giờ già cả rồi đâu mần gì được tiền mà để lo ổng đâu. Gạo cơm không có ăn nữa lấy gì mà lo. Lúc trước rồi vớt ba ngủ được, bây giờ vớt ba. Bây giờ không còn vớt gì được nữa hết trơn. Con ít như ngủ giờ vớt vẻ gà 30 ngàn. Con á, từ đứa nào đây hằng ghế thứ tư. Đây là đây là hằng trai thứ ba. Bây giờ nợ nó lo mằng lo ăn lo bán dừa bán bỗng cũng nợ tiền góp tiền bỗng không. Tôi hỏi chú bây giờ đâu có lo cho cha mẹ được đâu. Lo mà nợ mà còn không chịu nổi nữa rồi làm sao mà lo cho cha mẹ được, mình không cách con được. Mình có cụ thì mình cứ tự tiện mình bắt của ra để lo cho chồng con. Không cách con được. Phải con nó dư giả mà nó đừng thiếu nợ thiếu nùng thì cái đó mình trách con được. Bà có số điện thoại không? Dạ có. Con sẽ đọc đến số điện, bà có thể đọc số điện thoại lên đây. Hôm nay là con ghé thăm hoàn cảnh của mình, coi cuộc sống của bà với ông như thế nào rồi. Thì bà đọc số điện thoại lên đây. Mạnh Thường Quân mà muốn giúp đỡ cho bà thì sẽ liên hệ trực tiếp với bà. Tôi nói bây giờ Mạnh Thường Quân mà giúp sao mà cho tôi đi trị bệnh cho ông được. Tôi gắt mang ơn mà tôi gắt bì rối lại luôn. Bà nhớ một lần mà con với bà đi con mua cá bà thả không? Đúng rồi. Thì dù sao thì mọi người cũng đã chung tay nhau chút rồi. Ngày hôm nay thấy bà lại càng khó khăn hơn nữa thì con không biết nói gì hơn. Chắc có lẽ là con thì ít quay trở lại đây. Nhưng mà bà có thể đọc số điện thoại lên đây để cho mọi người muốn giúp bà sẽ trực tiếp liên hệ với bà được không? Dạ được. Phải đọc lại cho con. 0586 dạ 192 192 022 022. Dạ, số điện thoại tôi. Đây là số điện thoại của bà thứ mấy ha? Dạ, thứ năm. Bà năm dạ. Sống ở trên Nghe là một trong những ông bà cụ Việt kiều Campuchia hồi hương đó mọi người. Dạ, ngay dạ. Tại bờ Tây sông Hậu của thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Thì cô bác quý anh chị mà muốn giúp đỡ thì có thể liên hệ trực tiếp đến bà. Thông qua số điện thoại là 0586192022 thì có thể gặp trực tiếp bà, hoặc là bà có số tài khoản gì không? Dạ không có. Để con điện con vô không hay bà ha? Mà điện đi. 6192022. Mà số điện thoại đó của tôi. Mà vô. Dạ qua rồi đó bà. Dạ đúng rồi đó mọi người. Đó là số điện thoại của bà Năm, ông bà cụ mà sống ở trên ghe từng được giúp đỡ. Hôm nay thì lại gặp thêm một cái khó khăn. Thì cô bác anh chị mà có giúp đỡ thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại ở trên bà Năm đã đọc rồi đó. Tôi đem ổng đi khám bệnh rồi. Hoặc là cái có bệnh, ai có lòng hỏi tâm có thể cùng ông đi khám bệnh. Cái bệnh của ổng bây giờ người ta là cảm lãnh là 20 triệu. Người ta phải cho ổng mạnh luôn, không bệnh, không hoạn, không gì tất cả. Là điều trị hết luôn hả? Dạ, người ta điều trị hết luôn, 20 triệu, dạ. 20 triệu là mình vô bệnh viện hả? Không, cái này là thầy ở ngoài, thầy Thúc Nam. Dạ. Người ta bữa hồi, tại vì bữa hổm tôi đi, người ta nói bây giờ cái bệnh của ổng, người ta chưa khám phá mà người ta chưa coi tất cả. Chỉ tôi nói cái bệnh thôi. Mà người ta nói bây giờ nếu bà có 20 triệu bảo đảm cho ông cụ luôn là mạnh luôn, không còn bệnh hoạn gì hết.
Bởi cho nên tôi về tôi đổ lá đó. Ông thầy thuốc nam đó là ở Đồng Nai. Mình phải đi ra ngoài đó. Dạ, mình phải qua. Mình điều trị bao lâu? Thì người ta bảo đảm là điều trị một tuần lễ. Một tuần lễ là hết? Dạ. 20 triệu? Dạ. Chừng nào không hết, người ta trả tiền lận. Bây giờ kêu ghê này là bán nhiêu? Tôi bán tất cả luôn, về bình năng lượng, về bình luôn là 20. Là đủ chữa bệnh nóng thôi. Lúc trước mua ghê 20 rồi làm lại hết nhiêu nữa? Không, nói chung ra là chỉ làm cái này thôi. Cũng 9-10 triệu gì đó, 10 triệu. Nhưng mà chiếc ghe này tôi thấy là cũng vững chãi, cũng chắc kiên cố chứ. Dạ. Nói chung là nó chắc chắn lắm. Dạ. Không có miếng nước luôn chứ. Dạ. Không có tát nước hay không? Không. Tháng mùa mưa thì bị nó dọc đây nè. Dạ. Dọc xuống thì có nước chứ, còn mùa này không có một miếng nước luôn. Chỉ dầu có trên thôi chứ. Dạ, trên môi thì mưa dọc. Không có nước luôn. À, cho con bước vô được không? Dạ, được. Ờ, cái ghe này mua 20 triệu con thấy rẻ chứ. Dạ. Ai bán không? Thì người ta thấy tôi với ổng già cả, người ta bán rẻ mà. Dán cũng tốt hay không hả? Không có miếng nước nào chân. Có mưa lại là có. Hay. Dạ. Bị cái mưa này chứ. Nó xuống con trâu nó trời. Trời cái gì đó. Nhưng mà ở đây thoáng ngủ rồi cũng mà mình nắng cho nó chung đã bả cũng sai nữa thiệt. Tao không để cho ổng làm gì đâu thiệt. Dạ. Chừng nào tao chết ổng mới làm được. Nói chung là cái bả đi nói gì mà nói. Nói để quay trở lại nhưng mà do cái công việc của con nó cập gặp quá. Dạ. Hôm nay con mới quay trở lại nè. Thì cấp đó chú mua tôi ghe chìm giờ mà không có tiền anh ơi. Hai anh em giờ thì lúc đó tôi ở bè đó thì chú cũng mua cá tôi câu, chú nói thôi giờ hỏi tôi cần nhiêu, tôi cần 7 triệu. À. Mà nhưng chú cho 10 triệu tôi cũng mang ơn. À. Mà từ đó tới giờ tôi không câu nữa. Dạ. Dạ. Thì bây giờ ông bệnh gì rồi mặn gì không được rồi hỏi tôi làm sao, cũng phải bán ghe để mình đi lo cho ông. Hôm nay thì buổi chiều con đi tình cờ ở có việc ở Long Xuyên. Yeah. Thì con thôi sẵn con chạy đây con ghé thăm bà luôn. Yeah. Bà hôm thấy anh thầy anh quay ở dưới ngay chân cầu Dầm Cống mà nhỏ chết 12 ngày có anh dưới không? Không không có em. Sao thấy anh không thấy em. Thầy đó là người khác. Cái gì? Thôi người ta hỏi tôi sao mà bà gan nhà ghe của Phong Bụi cho bà mà bà dám bẹo lá bán. Tôi nói thôi bây giờ ổng bệnh cỡ này rồi, tôi đâu còn sợ gì nữa. Bây giờ Phong Bụi lợi tôi cũng phải trả lời đi thôi. Dạ. Thôi thì chắc coi clip này thì chắc Phong cũng sẽ hiểu hoàn cảnh của mình ha. Dạ. Tại Phong thì cũng công việc cũng đang lu bu quá thì Phong sẽ quay, có thể là quay trở lại sau. Dạ. Còn ngày hôm nay thì con cũng tình cờ con ghé thăm, con chạy xuống đây con ghé thăm coi hoàn cảnh cuộc sống của bà như thế nào. Một đêm thì mệt 2-3 lần phải thức dậy lấy cái máy ra, đo cái máy nè đem cho xuống coi nè. Phải lúc vô cái máy đó bơm cho ổng là ổng mới hết mệt. Dạ. Thôi thì con cũng chúc cho ông luôn có cố gắng giữ gìn sức khỏe dồi dào. Dạ. Và chúc cho bà luôn có một cái sức khỏe tốt. Dạ. Thì hôm nay thì con chia sẻ cho mọi người biết về cái hoàn cảnh hiện tại của bà. Dạ. Cũng như là để cái số điện thoại bà lên để có thể liên hệ trực tiếp gặp gỡ. Dạ. Trực tiếp bà có thể. Ổng mà tôi được bà. Tôi được số tiền lo cho ổng cái ghe này tôi mắc gì tôi bán tôi để ở mà. Bây giờ thí dụ như mà mình không tiền thì mình phải bán của mà mình lo. Dạ. Thôi đừng có khóc nữa rồi, cố gắng giữ gìn sức khỏe nha bà. Và Bùi Hồ cũng xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị mình được vui đã nè, xem video đến tới thời điểm này. Chú lo cho. Dạ, cũng như có một cái hoàn cảnh kế bên như thế nào. Dạ. Của cô này. Lo cho. Điếc, dạ. Điếc nói chuyện không nghe đâu, chú nói tôi đi rồi tôi.